Theo thống kê số liệu của Tổng cục Hải quan, lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu vào Việt Nam trong tháng 6 2017 đạt 7.800 xe với tổng giá trị là 171 triệu đô la, giảm 22% so với tháng 5. Tính ra trong tháng 6 2017, lượng xe nhập khẩu đã giảm hơn 2.100 xe so với tháng trước đó. Tính chung 6 tháng đầu năm 2017, tổng lượng ô tô nhập khẩu nguyên chiếc vào Việt Nam đạt 50.990 chiếc với giá trị đạt hơn 1 tỷ đô la Mỹ. Thái Lan vẫn là quốc gia dẫn đầu trong những nước xuất khẩu ô tô vào Việt Nam với số lượng 3.270 xe, thấp hơn 636 xe so với tháng trước. Xếp thứ hai là Indonesia với 1.800 xe, giảm khoảng 900 xe so với tháng trước. Đứng thứ ba là Trung Quốc với 776 xe nhập khẩu, giảm 106 xe so với lượng ô tô nhập khẩu vào Việt Nam. Đáng chú ý, Ấn Độ từng là một trong ba quốc gia có số lượng ô tô nhập khẩu lớn nhất vào Việt Nam, nhưng trong 3 tháng gần đây liên tiếp sụt giảm. Việc sụt giảm lượng xe nhập khẩu từ quốc gia này khiến Ấn Độ mất đi vị trí thứ hai trong số các quốc gia nhập khẩu xe vào Việt Nam mà tụt xuống vị trí thứ 7 hoặc thứ 8.